Năm học 2013-2014 đã chính thức bắt đầu với nhiều kỳ vọng của phụ huynh, học sinh và giáo viên. Những ngày này tại nhiều bản làng vùng cao thì các thầy cô giáo lại đang đối mặt với nỗi lo thường trực là làm thế nào để duy trì sĩ số lớp học. Phóng sự của chúng tôi được thực hiện tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, địa bàn đặc biệt khó khăn với phần đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những câu chuyện của các giáo viên cắm bản sẽ cho chúng ta thấy để gieo được con chữ ở những địa phương vùng sâu vùng xa thật không dễ dàng. Bập bênh, xích đu, những trò chơi đơn giản nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt với các em, được chính những cô giáo cắm bản làm. Thôn Khú Chủ cách trung tâm xã Phìn Ngan 2 tiếng đồng hồ đi bộ. Nếu trời mưa, điểm trường gần như là biệt lập. Nhiều học sinh thậm chí quên cả ngày khai trường. Trẻ thì thường là có thói quen là cứ đi theo mẹ đi nương ấy. Đấy, là khó nhất ở cái chỗ đấy. Đấy, nó chưa biết thích để đến trường. Thế là các cô thường thường là phải tạo những cái trò chơi hoặc những cái hứng thú ở trường ấy, tức là cho nó làm sao mà nó đến chơi để nó thấy rằng là ở trường có rất nhiều đồ chơi và có rất nhiều trò chơi học tập và nó thích được đi học. Điểm trường có 17 học sinh, hai cấp mầm non và tiểu học. Từ đầu năm đến giờ, tỷ lệ ra lớp luôn đạt 100%. Năm học này có thêm nhiều chế độ dành cho các em như hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học sinh bán trú, hỗ trợ gạo ăn, nên thuyết phục phụ huynh để con em đến lớp cũng dễ hơn. Hai cô giáo phân lớp dạy các em. Học sinh lớp 3 được xếp ghép với lớp 1, lớp 2 ghép với lớp 4, lớp mầm non thì cả 3 độ tuổi, 3, 4, 5 học chung. Vận động phụ huynh kết hợp với cả trưởng thôn ạ. Vâng, nên là phụ huynh hầu đa phần là 100% là có con em trong độ tuổi là cho ra lớp hết ạ. Nếu cứ yêu cầu học sinh đi học ở điểm trường chính, xa bản tới 25 cây số đường rừng thì các em sẽ bỏ học hết. Cách duy nhất để vận động học sinh đến lớp là mở những điểm trường ở thôn bản. Xã Phìn Ngan có 11 điểm trường, 20 thầy cô tình nguyện cắm bản, cùng ăn, cùng ở, gắn bó với sự học của các em. Điểm trường 30, không điện lưới quốc gia, không nước máy, không đường giao thông. Thì làm gì đây? Khó khăn bao nhiêu nhưng mà cứ thế nhìn thấy bọn trẻ là bọn mình vượt qua hết. Cho các cháu hiểu rằng là thế các con cố gắng phấn đấu học hành cho tốt để sau này chúng mình cũng được như tất cả vùng thấp cũng như vùng cao, là nó cái khoảng cách chênh lệch không bị xa vời. Đấy, tức là trẻ em ở miền núi nó cũng sẽ không bị thiệt thòi. Để giữ học sinh, cô giáo My cố gắng vất vả hơn chút. Một mình chăm các em ăn trưa, rồi lo chỗ ngủ lại trường cho các em, chiều học tiếp. Nhưng nỗi lo thì vẫn ở phía trước. Ở vùng cao, học sinh thường nghỉ học giữa chừng vào 3 thời điểm. Vào tháng 3 âm lịch, khi vào mùa phát nương làm rẫy. Vào tháng 8 âm lịch, thời điểm thu hoạch mùa. Và nhất là Tết Nguyên Đán. Đó là những ngày giáo viên lại đến gõ cửa từng gia đình, lên tận nương, đưa các em trở lại trường. Sự học vùng cao, nếu không có giáo viên cắm bản, con chữ chắc chắn không thể được gieo.